Kính thưa quý vị, cuộc tranh đấu của người Việt tự do cho đến ngày hôm nay vẫn chưa thật sự kết thúc, vì những người dân ở trong nước vẫn chỉ mang một ước mơ là được sống tự do và nhân quyền được tôn trọng. Những năm đầu của thập niên 2010 đã đánh dấu những chuyển biến quan trọng khi người dân trong nước đã gạt bỏ sự sợ hãi, đứng lên nói lên tiếng nói của mình. Những cuộc biểu tình chống Trung Cộng cưỡng chiếm biển đảo của Việt Nam cho đến những tiếng nói dân chủ cất lên bất chấp sự trấn áp của công an bộ đội. Cuộc tranh đấu bước sang những giây phút quyết liệt hơn với những bài hát của Việt Khang, của Trần Vũ Anh Bình từ trong nước, với dòng nhạc đấu tranh của các nhạc sĩ Anh Bằng, Trúc Hồ, Trầm Tử Thiên, Phan Văn Hưng, Xuân Điềm và rất nhiều nhạc sĩ khác tại hải ngoại. Và mới đây nhất, khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra việc trưng cầu ý kiến để sửa đổi hiến pháp, người ta đã chứng kiến một sự kiện chưa từng có là hàng chục ngàn người đã ký tên vào những bản lên tiếng của các nhân sĩ trí thức, bản lên tiếng của các công dân tự do, bản kiến nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, của Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần Túy. Những đêm thắp nến đã diễn ra tại hải ngoại, những cuộc vận động chữ ký đang được tiến hành. Tất cả chỉ đòi hỏi cho người Việt Nam được hưởng ánh sáng tự do thật sự, được hưởng những quyền căn bản của con người, được nói, được thở, được thờ phượng, được viết, được ca, được hát, được học hành, được đi lại mà không bị cấm đoán, trù dập, theo dõi, đầy đọa, bắt bớ hay giam cầm. Tất cả chỉ nhắm vào một mục đích, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, đang đặt đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo duy nhất của họ, đòi những thay đổi căn bản về quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân và việc thi hành quyền bính chính trị của người dân trong lần sửa đổi hiến pháp này. Cuộc tranh đấu của người Việt trong nước đang bước vào những bước cuối cùng khẩn thiết hơn bao giờ hết và đang cần đến sự tiếp tay của tất cả người Việt tự do tại hải ngoại và những quốc gia dân chủ trên thế giới để xây dựng một nước Việt Nam thật sự no ấm, thật sự an bình, thật sự tự do khi người dân có quyền dùng lá phiếu của mình để nói lên vận mệnh của dân tộc. Cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy. Gửi về cho chị dăm ba sấp vải, chị may áo cưới hay chị may áo tang. Gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Trong từ tù chung thân,
gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ giá vàng. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ giá vàng.